Tập 66. Thưa tướng, ta đã tra rõ lai lịch của đồng ở quân biên cương. Đến từ đâu? Trong quân doanh có một lượng lớn xe vận chuyển quy cách khác với Trung Nguyên, đều đến từ hung đô ở phương Bắc. Phim được thuyết minh bởi tv2s.org. Bất ngờ quá, hung nô và Triệu Quốc trước giờ đối đầu, bây giờ lại chuyển đồng đến phì. Thừa tướng, hung nô không sản xuất đồng, quân tư đồng chuyển đến phì đến từ Yên Quốc. Yến Dương dám bội tần giúp Triệu hay sao? Yến Dương không dám, chắc chắn có người âm thầm làm như thế. Ai chứ? Yến, Thái tử Đan. Quả nhân đã lệnh lý xuất, bắt đầu đánh từ thượng quận, cắt đứt tuyến đường giao giữa Triệu Quốc và hung nô. Đại Dương, công tử phi Ngụy Triêm, Yến Đan đều tụ về Hàm Đan, sợ rằng đã phát giác ra kế hoạch của Đại Tần. Dù Tam Tấn nhìn thấu kế hoạch của Đại Tần thì đã sao chứ? Triệu Quốc nguy cấp, Hàn Ngụy nếu không giúp, Tam Tấn sụp đổ. Tôi cho rằng lúc này là thời điểm mấu chốt. Áp lực của Triệu Quốc càng lớn, Tam Tấn càng khó lựa chọn. Lệnh cho thượng tướng quân Dương Tiễn mau chóng công Triệu, tổn thất chút binh lực, càng quyết không từ nan. Chiến sự giữa Tần Triệu càng căng, làn gió rút đồng của Tam Tấn sẽ càng mạnh hơn. Các vị, mượn hung nô mang đồng đến đất phì là kế sách vẹn toàn. Tần Triệu nếu đánh lâu, Triệu sẽ thiếu hụt quân tư. Phi cho rằng nên thuyết phục Tề Dương liên bang kháng Tần. Tề Dương cố chấp dùng Tần Triện để thông thương, lúc này thuyết phục Tề Dương đã là quá muộn rồi. Xuân Bình Quân sao có thể nhất thời gặp khó khăn mà dễ dàng từ bỏ? Công tử, việc gấp lúc này làm sao để đẩy lùi Tần tướng Dương Tiễn, cứu Triệu khỏi nguy nan? Xuân Bình Quân, công tử đừng tranh cãi nữa. Đường hung đô đi đến rất phì đã bị quân Tần cắt đứt. Cái gì? Xin chuyển lời với Xuân Bình Quân, phi trở về sẽ nghĩ cách chuyển đồng sắt đến Triệu Quốc. Công tử yên tâm, để đang giải quyết hiểu lầm của Xuân Bình Quân về công tử. Ngụy đại nhân, chuyện bỏ lệnh cấm luyện đồng tựa Ngụy Quốc phải thật cẩn thận, sợ đã muộn rồi. Đại lương truyền tin đến, giá đồng sắt tăng nhanh, mọi người đều đã bắt đầu luyện tư rồi. Truyền tin với đại dương, công tử phi nhiều lần cản việc luyện đồng tư, mất công ra về, giá đồng sắt tăng rất nhanh. Dân nhìn thấu được ý đồ của đại dương. Công tử phi này thật không tầm thường. Dừng xe. Công tử. Công tử. Công tử. Công tử. Tại sao bỏ quan đất mà không canh tác? Công tử, luyện đồng thu lợi được nhiều hơn. Thiển cận, nông nghiệp mới là cái cốt của một nước. Công tử, không canh tác một vụ đã sao đâu.
Đừng luyện đồng nữa, mau đi canh tác. Công tử, nam không canh tác, nữ không thuê thùa, tham cái lợi nhỏ trước mắt, Hàn Quốc sẽ gặp tai họa. Mau dừng lại đi. Công tử, công tử, rèn đồng sắt là lệnh của thừa tướng phổ biến, tại hạ phụng lệnh hành sự mà thôi. Công tử không tin, có thể đến hỏi đại dương. Thừa tướng, thần về tân trịnh, đừng đi đầy khói. Nông phu bỏ quan đất chạy đi luyện đồng sắt hết rồi. Đại dương không thể bỏ lệnh cấm luyện tư. Công tử có điều không biết rồi, chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi, thuế năm nay của Hàn Quốc bằng với cả năm rồi. Đại dương có số tiền đó mới để cho mọi người làm binh khí. Khi nó thành xu hướng, Hàn Quốc sẽ tổn hại rất lớn. Các thương nhân tích trữ, tăng giá linh tinh, thợ thì chế tạo qua loa để kiếm tiền nhiều hơn, các sĩ tộc thì mở xưởng đèn, mặc kệ chính sự, thứ dân thì theo đuổi lợi ích, bỏ đất canh tác. Đó là điều đại dương và thừa tướng muốn nhìn thấy hay sao? Công tử nói quá rồi. Bỏ lệnh cấm có thể giúp Triệu kháng Tần, tích trữ tiền của, chỉnh đốn quân giáp, lợi nhiều hơn hại. Thừa tướng nói đúng. Công tử, đừng bàn về chuyện này nữa. Canh tác là cái cốt của Hàn Quốc, nếu bỏ mặc canh tác thì sẽ lay động đến gốc rễ. Đại dương, thánh quân trị nước trọng nông hơn thương, người dân đều dựa vào rèn đồng, thì ai mà còn muốn canh tác? Cả Hàn Quốc rèn đồng, lương thực từ đâu mà đến? Công tử, rèn đồng thu được nhiều lợi, người Hàn có thể mang đổi lấy gạo chống đói. Hàn Quốc có số tiền tài này, có thể mua thức ăn thức uống, việc gì mà phải lo chuyện ấm no? Thiếu đồng sắt, giá tăng vọt, lấy đồ của Tân Dương để dụ dân Tam Tấn vào Tân, làm yếu quốc lực của Tam Tấn. Đại dương, chỉ lo lợi ích nhỏ là đáng ngại cho lợi ích lớn. Đại dương nên hạ lệnh cấm rèn đồng ngay. Công tử, Hàn Quốc đã yếu lâu nay, quả nhân bỏ cấm rèn đồng tư không phải là ham lợi, mà là gom sức kháng lại Tần. Quả nhân biết người rất lo lắng cho Hàn Quốc, nhưng cứ dè dặt mãi thế là không được. Được rồi, công tử, nếu hết chuyện rồi thì quả nhân còn đi săn với các tôn thất nữa. Đại dương, công tử, từ Hàm Đan về Tân Trịnh đi lại mệt mỏi, hãy nghỉ ngơi cho tốt đi. Cái cùng bệnh với người chết không sống nổi, kẻ làm nước vong không thể tồn tại. Dừng xe. Quỷ nơi này đi. Dừng tay, dừng tay. Không quan tâm, dẹp. Công tử không thể chống lại dương lệnh. Dẹp cho ta. Dám làm trái lại dương lệnh, ta đi bẩm báo đại dương. Bắt lấy hắn. Công tử, công tử, không được phá đâu. Đã qua vụ mùa, nếu phá đi, bọn ta càng hết hy vọng.
Nông dân các ngươi lao vào rèn đồng sắt, lấy đâu có lương thực để cung cấp cho dân? Hàng vạn người hàng sau này chỉ có thể xin thức ăn từ trên trời. Trời diệt đường sống của Hàn Quốc ta. Quả nhân đã xem ven đường, nông dân không ngừng canh tác, từ cánh đồng bạc ngàn. Trịnh Quốc, người có công muôn đời cho đại tần ta, nếu không phải đại dương anh minh, thần cũng khó mà làm được. Đại dương nước mang theo phù sa, làm bao nhiêu mẫu đất ở ven bờ thêm màu mỡ. Một mẫu đã sản xuất được rất nhiều đấu, một vùng đất trời cho. Trước mắt khó ở thiếu xuất dân, hàng vạn mẫu đất còn chưa canh tác khai hoang. Tần Pháp không cho phép đất như lục quốc, để quan mà không canh tác. Đất vị thì sao? Tướng quân Diên Tiện đã dẫn quân chiếm được thế chủ động, Triệu Dương chỉ có thể phòng thủ. Đại Dương phái thêm vài vạn binh cứu viện là có thể dẹp gọn Triệu quân đến thẳng Hàm Đan. Lệnh cho Dương Tiễn rút dần rời khỏi trận chiến với người Triệu. Nên thu lưới rồi. Quả nhân muốn trong đó không chỉ có Triệu Quốc mà có cả năm nước Quan Đông. Dân Lý Mục tướng quân đã đẩy lùi quân Tần rồi, Triệu Quốc thắng rồi. Thật sao? Tướng quân đã báo với Đại Dương. Đúng là trời giúp Đại Triệu. Đúng đấy, tốt quá rồi. Vài ngày nữa là con ta được về. Thắng rồi, Triệu Quốc thắng rồi, Triệu Quốc thắng rồi, Triệu Quốc thắng rồi. Tốt quá. Đúng đó. Sao Tần Quốc đột nhiên lại dừng chiến? Chiến cuộc thiên biến vạn hóa, khó mà dự tính được. Thừa tướng nên hiểu điều đó chứ. Nhưng số đồng sắt mà ta tích trữ nên làm sao đây? Triệu Tần đột nhiên dừng chiến, giá đồng giảm mạnh, ta tổn thất lớn. Năm nay tài sản thừa tướng kiếm được đâu có chỉ dạng kiếm, nên biết đủ rồi. Nhược huynh, làm ăn là cần tiền vốn, trừ mua đồng sắt ta còn phải đi đúc, mọi thứ ta đều phải lo đến. Tính ra ta không chỉ không kiếm được tiền mà còn lỗ vốn rồi. Thừa tướng có thể làm một cuộc mua bán lỗ vốn sao? Xin Nhược huynh bẩm báo với Tần Dương, thay ta nghĩ cách có được không? Tần Triệu không thể chiến nữa. Thừa tướng cũng không lỗ vốn, xin Nhược huynh chỉ điểm cho. Thừa tướng là tích được chút đồng thiết, tổn thất chút tiền tài, nhưng hai nước Hàn Ngụy hơn trăm vạn thứ dân không có ruộng để canh tác, đó là bọn họ điên cuồng tinh luyện đồng thiết, đáng đời. Trước mắt bọn họ cần nhất thứ gì? Lương thực. Ý của Nhật Quynh là có thể làm mua bán lương thực à?
Tìm thấy rồi. Làm gì vậy? Của ta mà. Của ngươi cái gì chứ? Đó là của ta. Trả cho ta. Trả cho ta. Đó là ta tìm thấy. Công tử đến thăm mọi người đây. Chậm một chút. Tạ công tử. Cảm ơn. Qua năm nay, năm sau chính là một năm thuận lợi. Công tử, mọi người vì giữ mạng mất, giết trâu cài rồi, ăn cây trồng rồi, bọn ta có thể sống được đến năm sau sao? Chỉ cần vẫn còn Hàn Phi, ta sẽ không để cho mọi người chịu đói. Chỉ cần người Hàn vẫn còn sống, Hàn Quốc sẽ không vong. Tạ công tử, mau đứng lên đi. Công tử, đám người ngụy này đến Tần Quốc để xin ăn. Tần Quốc cứu tế lưu dân, Tần Dương cho phép người vào Tần. Một đinh nhận 100 mẫu ruộng, còn có trợ cấp trâu cài và cây trồng. Có bao nhiêu người đi qua đây này vậy? Mỗi ngày đều có đến 100 người. Sĩ nhân lão gia ép bọn ta tinh luyện kim loại. Giờ đây đồng thiết không cần được, liền không quan tâm đến sống chết của bọn ta. Bọn ta tích trữ lương thực bán giá cao, vẫn như cũ kiếm tiền tài. Không sống nổi nữa, bọn ta chỉ có thể dứt bỏ tổ nghiệp đến Tần Quốc xin ăn. Đây, cầm cẩn thận đi, đưa ta cảm ơn. Đừng cho em, ta cũng muốn mà. Xuân Bình Quân, Ngụy đại nhân, hàng triệu ngụy dân đói khắp nơi. Của ta, cho ta một chút. Cảm ơn. Nhường một chút đi. Cảm ơn. Thứ dân một khi vào Tần, ba nước sẽ bị Tần Quốc chia cắt. Hàng triệu ngụy nên xoay sở thóc gạo để cho dân đói. Tận tay giao cho Xuân Bình Quân. Dân, cho ta. Của ta. Cho ta một chút đi. Đừng chen mà. Đều có hết. Cho ta một chút. Cho ta một chút nào. Cầu xin ngươi đó. Đặt ở đây đừng che. Đều có cả. Ta cũng muốn. Đi giúp người mới lĩnh lương thực. Mau nhìn kìa, chúng ta đến Tần rồi. Đúng vậy, đến Tần Quốc rồi. Cuối cùng cũng đã đến rồi. Bẩm đại dương, từ mùa thu đến nay đã có 30 vạn lưu dân vào Tần. Quân Tam Xuyên đã không dung nạp nổi, còn có hàng chục vạn dân Quan Đông sắp đến Hàm Cốc Quan. Lương thực, trâu cài, cây trồng, nông cụ, có phải đều đã chuẩn bị thỏa đoán không? Quyền phủ hai bên bờ kênh đã tích trữ số lượng lớn vật tư dự là có thể ứng đối. Thông báo các quyền quan trung phải sắp xếp thỏa đáng cho lũ dân. Đại Tần ta không thể thất hứa với thiên hạ. Dân, không quá 3 đến 5 năm, số lưu dân Quan Đông này sẽ thực sự trở thành người Tần. Đại Dương, cấp báo từ Hàm Đan của Đốn Nhược,
Hàn Quốc Công Tử Phi gửi thư cho hai nước Triệu Ngụy ngăn cản lưu dân vào Tần. Còn nữa, Công Tử Phi sớm đã dự tính Đại Dương định dùng đồng thiết để làm mồi nhử suy yếu hàng Triệu Ngụy, kiên quyết ngăn chặn đúc đồ. Phim được thuyết minh bởi tv2s.org. Quả nhân ngược lại là muốn xem hắn sẽ thế nào tiếp tục. Đại Dương, thần viết thư mời Công Tử Phi vào Tần. Nếu hắn không đến thì sao? Chỉ có Công Tử Phi vào Tần, Hàn Quốc mới có thể thật sự thần phục Tần. Sương Minh Quân, Đại quân Dương Tiễn bây giờ ở đâu? Đã rút khỏi phi địa, lấy đường quận Tam Xuyên vào Hầm Cốc, bảo bọn họ tạm quản giao ải. Các tướng sĩ vất vả một chuyến, đến Hàn Quốc dừng chân vài ngày. Công tử, Trương Bình Quân, Ngụy đại nhân, mọi người là ý gì? Mau đứng lên đi. Công tử, ta không thể nhận ra gian kế của người Trần, ngược lại quả trách công tử hẹp hòi. Xin công tử thứ tội. Dân đói ba nước khắp nơi, thật hết sức đau đớn, hối hận thì đã muộn màng. Xuân Bình Quân, Ngụy đại nhân, ta mời mọi người đến không hề có ý trách, cùng nhau kháng Tần, ba nước cùng chung mối thù. Công tử yên tâm, 3 vạn quân Triệu lập tức xuất phía nam cứu viện Tân Trịnh. Vua ta cũng đồng ý xuất binh giúp Hàn. Trong vài ngày, 2 vạn đại quân sẽ từ Đại Dương xuất phát chi viện cho Hàn Quốc. Ta thay Hàn Quốc đa tạ hai vị. Chỉ là công tử vẫn còn gì lo lắng? 5 vạn quân sợ rằng quá ít. Công tử, tình thế của Triệu Quốc cũng không tốt, dân đói nhao nhao vào Tần Quốc. Ngụy Quốc thật sự không thể phái càng nhiều binh mã nữa. 3 nước liên thủ tuy không thể đánh bại quân Tần, nhưng có thể ngăn chặn quân Tần công đánh Tân Trịnh. Bên ta vừa từ chối Tần Quốc, vừa cầu tri viện Sở Quốc. Nếu Sở Quốc đồng ý xuất binh, 4 nước hợp làm một, hẳn có thể làm tiêu tan giả tâm của Tần Quốc. Đại Dương, hơn 80 vạn người Tần đã an gia ở 2 bờ mương Trịnh Quốc, các huyện phủ Quan Trung. Chính vì người Tần mới tu sửa căn phòng, tổng cộng hơn 9 vạn gian trước đồng chí sẽ hoàn thành. Từ Lam Điền Đại Doanh lại điều 15 vạn liều giải đưa đến nơi tụ tập người Tần mới. Các huyện dị Bắc mỗi huyện lại điều 10 vạn than củi tặng cho người Tần mới chống rét. Dân, vị Dương Quân, có thần. Khẩu phần lương thực đã chuẩn bị thỏa đáng chưa? Bẩm Đại Dương, đã đủ số lượng vận chuyển đến dị Bắc. Năm nay đặc biệt chống rét, lại chi 10 vạn than củi, 10 lưu dân cố trợ thêm 1 đấu. Rõ. Lưu dân thuê mướn trâu cài của quan phủ, năm sau phải dùng ngô quy thành tiền thuê. Tình hình của tiền thuế hành thương nghị giảm miễn. Đại Dương, thuế má người mới đã ít hơn thứ dân Đại Tần 3 phần rồi. Lưu dân lục quốc vứt bỏ tổ nghiệp để đến Đại Tần ta, quả nhân không chỉ muốn giữ người bọn họ lại, còn muốn giữ cả trái tim của bọn họ. Triệu Ngụy Hàn, năm sau sẽ có càng nhiều lưu dân vào Đại Tần ta, thêm 1 người, Đại Tần ta tiêu diệt lục quốc, bớt đi 1 phần nguy hiểm, thêm 1 phần thắng. Rõ.
Rõ, Thượng Khanh đại nhân đến. Đại Dương. Đại Dương, thần xin cáo lui trước. Đại Dương, thần đã bố trí quân cờ ở Tân Trịnh. Giờ đây quân cờ này đã hành động rồi. Mời Đại Dương xem thử. Đằng huynh, cổ huynh, ta giới thiệu một chút. Vị đây là Bạch Ung công tử, vị đây là Quốc Quý đại nhân. Ta nghe danh Quốc Quý đã lâu, hôm nay được gặp, thật hân hạnh. Hân hạnh, hân hạnh. Mời đại nhân ngồi. Mời. Mời ngồi, mời ngồi, Đăng huynh, mời ngồi, mời cổ huynh. Đăng huynh, người có điều gì thỉnh cầu, cứ việc nói với Quốc Quý và Bạch công tử. Quốc Quý được Đại Dương coi trọng, Bạch công tử và Đại Dương lại là chi giao. Bọn họ nói thì tác dụng hơn ta. Thượng Khanh, công tử, Quốc Quý, khẩn thỉnh ba vị khuyên Tần Dương ngừng binh bãi chiến. Người Hàn sẽ cảm ơn ân đức của ba vị. Hàn Dương và Triệu Ngụy kết giao, không nghe chiếu lệnh vua ta. Hiện Dương Tiễn tướng quân có thể tấn công thành. Giờ đây Hàn Quốc lại đến nghị hòa, sợ rằng đã muộn rồi. Ta và cổ huynh có tình cảm gắn bó, cố ý trương cầu. Quốc Quý từng nói, dụng binh không công không dược, không giết người vô tội, không giết phụ huynh tử nữ của thần thiếp, đều là đạo tặc. Nay Tần Quốc phạt Hàn cũng gọi là bất nghĩa. Công tử lấy việc riêng của một nước luận nghĩa thiên hạ, không khác gì trèo cây tìm cá, đẻo thuyền tìm kiếm. Dương tôi hành sự thiên vị, trị quốc sai sót, tại hạ thật không dám bao che. Nhưng Hàn Quốc yếu nhỏ, coi Tần là môi, đối với Tề Sở Triệu cũng không dám đắc tội. Tần Quốc không nên lấy mạnh hiếp yếu, làm Hàn Quốc phục tùng. Nước có cái nghĩa, lễ tính thân yêu, sao có thể lấy đói đổi no? Nước có cái tục hiếu từ liêm sĩ, sao có thể lấy chết đổi sống? Hàn Dương bất nghĩa, coi thứ dân như súc vật, khiến nước yếu dân quán. Đại Tần ta nếu không xuất binh trừng phạt, cứu thứ dân trong nước sôi lửa bỏng, vậy dám hỏi công tử, thiên đạo ở đâu? Đăng huynh, Hàn Quốc nếu không lấy đó làm giới hạn, khó thoát được diệt vong. Tại hạ đã rõ, mong công tử và Quốc Quý thương xót người Hàn, khuyên nhủ Tần Dương bãi binh thôi chiến. Lời tỉnh cầu của Đăng huynh, Đại Dương ắt sẽ nghe và ngẫm. Tại hạ đa tạ đại nhân. Đại Dương, Ninh Đằng này là một người làm việc thật thà, lòng ôm chí lớn, lại bất mãn với Hàn Dương trị nước, có tác dụng lớn để Đại Dương dùng. Đưa hắn đến gặp Trịnh Quốc một chuyến là đúng hay sai? Mắt thấy mới tin. Dân, Đăng huynh, vừa đi vừa nhìn.
Quên xem, hai bờ kinh đào toàn là đất màu mỡ. Cố huynh tại sao lại dẫn đằng tới chỗ này? Đằng huynh có biết danh xưng của con kênh này hay không? Kênh này tên là Trịnh Quốc Cừ. Trịnh Quốc Cừ, đúng thế. Kênh này là người Hàn Trịnh Quốc xây lên. Đại vương cảm niệm công của Trịnh Quốc đã đặt tên này. Đăng huynh, trăm năm sau hai ta sớm đã quy tiên, nhưng con kênh này sẽ ngày đêm cung cấp nước cho hai bờ. Tên của Trịnh Quốc ắt được hậu nhân ca tụng. Người Hàn có thể ở Tần Quốc làm lên nông nghiệp hiện nay, thật khó tưởng tượng. Cổ huynh tại sao lại đưa ta tới đây? Đằng huynh, đời người sống, đằng huynh cầu mong điều gì? Phò tá Thánh Dương tạo dựng công nghiệp. Đằng huynh có thể nghĩ như thế, càng nên quen biết người khác của Trịnh Quốc. Người Trịnh Quốc ở đâu? Mời đằng huynh xem. Chính ở chỗ này. Mời. Mời. Nào, đừng gấp, đừng gấp. Nhà nào cũng có một con trâu cài. Người được gọi tên lên đăng ký rồi nhận lĩnh. Nào, nhìn náo nhiệt chứ. Nhà nào cũng có, nhà nào cũng có. Gọi đến tên, tới sẽ nhận trâu. Nhà nào cũng có một con trâu cài. Nào nào nào, đừng dội. Diêu đại nhân, nghe khẩu âm, những dân khu trẻ nhỏ này hình như là người Hàn. Người Hàn cũng được, người Tân cũng được. Những gì họ muốn chẳng qua là ngày tháng yên ổn, thái bình mà thôi. Đắc đạo thì nhiều người giúp, thất đạo ít người giúp. Tột cùng của ít đường gạo, thân thích trèo bám. Tột cùng của nhiều người giúp, thiên hạ thuận theo. Thượng Khanh đại nhân, Trịnh đại nhân. Vậy đây là? Đây là đằng huynh từ Tân Trịnh tới. Ngài ngưỡng mộ đại danh của khách khanh đại nhân, chuyên môn tới bái phỏng Trịnh Quốc đại nhân. Đằng huynh, tiên sinh xây Trịnh Quốc Cự thật là một kỳ tích của thế gian, tạo phúc cho vạn dân, giúp cho quốc lực. Đằng bái phục vô cùng, hổ thẹn. Đều nhờ vào đại dương tin dùng, nhờ sức lực của Tần Quốc tương trợ mới trở thành kênh lớn. Mời đằng huynh xem, nếu không có kênh này, nào có đất đai màu mỡ để nuôi dưỡng những lưu dân này chứ? Những người này sợ là đã sớm đói chết rồi. Tần Dương thật là tầm nhìn xa rộng. Đúng thế. Đằng huynh mới di bước, ta đưa huynh đi vòng quanh xem nhé. Mời đằng huynh, mời. Thượng Khanh đại nhân tới. Đại vương, ngoại thần xin bái kiến Tần Dương. Đứng lên đi. Tần Dương, ngoại thần không biết đại dương, xin thứ tội. Thấy Trịnh Quốc rồi chứ? Ngoại thần đã gặp Trịnh Quốc đại nhân.
còn nhìn thấy Trịnh Quốc Cừ, nghĩa cử của đại dương với lưu dân Tam Tấn, khiến người ta kính phục. Trời cao xanh thẳm, không biết đâu là giới hạn. Quân đế dương, ai làm gương? Chuyện cũ không quên, chuyện tương lai không tới. Lục quốc nếu có càng nhiều năng thần như Trịnh Quốc, ai tới quả nhân đều nhận, cho mảnh trời này mặt hắn tung hoành. Chỉ có lòng ôm thiên hạ mới có thể thành đại sự. Đây là lời quả nhân tặng cho ngươi. Ngoại thần xin ghi nhớ, về nói với Hàn tướng, quả nhân đồng ý thôi binh. Tạ đại dương. Quả nhân muốn gặp một người. Đại dương muốn gặp ai? Hàn Phi. Công tử, thừa tướng cầu kiến. Mời. Công tử, thừa tướng. Ngụy đại nhân, Xuân Bình Quân. Thừa tướng, Tần Quốc đã đồng ý bãi binh rồi. Với nỗ lực của bản tướng, Tần Quốc đồng ý nghị hòa với Hàn Quốc. Nghị hòa. Điều kiện. Công tử vào Tần, gặp Tần Dương. Công tử, bãi binh ngừng chiến là cơ hội miễn cái khổ chiến tranh, thật là hiếm có. Xin công tử suy xét. Lôi binh trước. Ta vào Tần. Công tử. Bản tướng. Bản tướng thay đại dương, thay bách tính người Hàn, lại tạ công tử. Nếu có thể để một mình phi, thôi binh, ngừng chiến, phi chết không hối tiếc. Công tử thật là đại nhân. Ta sẽ đi đưa ý của công tử bẩm tấu đại dương. Công tử, Tần Dương bảo ngài vào Tần nhất định có ý hãm hại. Công tử mượn cớ trì hoãn vài ngày, đại quân ta soái quân tới, lập tức đẩy Tần lui. Phi cam nguyện vào Tần, quyết không nói dối. Công tử, Tần Dương giấy động làn gió tự đúc, đã cướp con dân Tam Tấn ta, làm yếu quốc lực của Tam Tấn ta. Lần này ta vào Tần, tới bên Tần Dương, để có cơ hội để dò thám ý đồ bước tiếp theo của Tần Dương. Ý của công tử là muốn gián Tần à? Chuyện gián Tần vô cùng nguy hiểm, công tử phải thận trọng đấy. Tề quốc luôn giao hảo với Tần, Yên quốc yếu nhỏ, không đủ uy hiếp. Sau khi ta tới Tần, Xuân Bình Quân nhất định phải thuyết phục Triệu Dương, do Triệu Quốc dẫn đầu thành nghĩa liên minh, tranh thủ sự ủng hộ của Sở Quốc. Bốn nước là một mới có thể chống lại Tần Quốc. Sau khi ta vào Tần, trở nên tin tức của Tần Quốc không ngừng truyền cho các vị, để các vị sớm có sắp xếp. Công tử,
sắp tới ải hầm cốc rồi. Đây có phải là con dân Lục Quốc không? Công tử, Tần Quốc tiến hành một đinh, trao 100 mẫu đất, còn phát giống cây, trâu cài, dụng cụ, canh tác cho dân giàu Tần. Thứ dân Quan Đông điều gì thế mà hưởng ứng? Mau. Phim được thuyết minh bởi tv2s.org. Ta là công tử phi của Hàn. Trong số các người có người Hàn không? Công tử, người, tại sao các người lưu lạc nơi này? Lương thực công tử đưa tới cho chúng tôi, nhưng hàng xóm xung quanh đều đã hết lương thực. Chúng tôi không thể thấy chết mà không cứu. Chi